Sau đây, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Đạt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phố Cò, trưởng ban tổ chức lễ tang lên thắp hương để tưởng nhớ đồng chí Phạm Hải Vân. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ cùng toàn thể bà con thân hằng, thân bằng, quyến thuộc gần xa về dự lễ truy điệu hôm nay. Đồng chí Phạm Hải Vân là một đảng viên trung kiên, người cán bộ mẫu mực trung thành với Đảng, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng chí là một người chồng, người cha, người ông kính yêu của gia đình. Đồng chí do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng nên đã qua đời vĩnh biệt chúng ta hồi 12 giờ 50 phút ngày 4 tháng 11 năm 2023, tức ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, hưởng thọ 81 tuổi. Đồng chí mất đi để lại biết bao nỗi tiếc thương vô hạn cho các con cháu, thân bằng, quyến thuộc cũng như bà con, nhân dân trong tổ dân phố chúng ta. Hôm nay, ngày 5 tháng 11 năm 2023, tức ngày 22 tháng 9 năm Quý Mão, Đảng ủy phường Phố Cò, chi bộ tổ dân phố 1 long trọng tổ chức lễ truy điệu đồng chí Phạm Hải Vân. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Phạm Hải Vân của Đảng ủy phường Phố Cò. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Sông Công, Đảng ủy phường Phố Cò số 76 ngày 4 tháng 11 năm 2023 quyết định về việc thành lập ban lễ tang đồng chí Phạm Hải Vân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ quyết định số 184/QĐ-TU ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phố Cò khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025, xét đề nghị của Thường trực Đảng ủy phường Phố Cò, Ban Thường vụ quyết định điều 1, thành lập ban tang lễ cho đồng chí Phạm Hải Vân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đảng viên thuộc chi bộ tổ dân phố 1, Đảng bộ phường Phố Cò, gồm các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Trịnh Đạt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phố Cò, trưởng ban. 2. Đồng chí Đỗ Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó ban. 3. Đồng chí Đào Thanh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phố Cò. Xin lỗi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phố Cò, Phó ban. 4. Đồng chí Nguyễn Trọng Điền, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 1, Phó ban. 5. Đồng chí Đặng Phương Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phố Cò, ủy viên. 6. Đồng chí Đỗ Thị Thuyết An, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, ủy viên. 7. Đồng chí Nguyễn Anh Kiều, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, ủy viên. 8. Đồng chí Trần Văn Toan, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường, ủy viên. 9. Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành, Chỉ huy trưởng Quân sự phường, ủy viên. 10. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, ủy viên. 11. Đồng chí Phạm Trung Thành, Chủ tịch Cựu chiến binh phường, ủy viên. 12. Đồng chí Lê Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội nông dân phường, ủy viên. 13. Đồng chí Trần Thị Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, ủy viên. 14. Đồng chí Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Người nhiễm chất độc da cam, ủy viên. 15. Đồng chí Phạm Văn Xưa, trưởng ban công tác mặt trận, ủy viên. 16. Bà Lê Thị Mai, tổ phó tổ dân phố 1, ủy viên. 17. Ông Vũ Văn Thường, chi hội trưởng chi hội nông dân tổ dân phố, ủy viên. 18. Ông Nguyễn Minh Châu, chi hội trưởng người cao tuổi tổ dân phố, ủy viên. 19. Ông Trần Anh Dũng, bí thư Đoàn Thanh niên tổ dân phố, ủy viên.
20, đồng chí Dương Thị Tám, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 1, ủy viên. 21, ông Đinh Trọng Cương, chi hội trưởng cựu chiến binh tổ dân phố, ủy viên. 22, ông Đỗ Trung Mai, chi hội trưởng chi hội Gia Cam, ủy viên. 23, ông Phạm Xuân Trường, Phạm Trường Nguyên, đại diện gia đình, ủy viên. Điều 2, ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ tổ chức lễ tang cho đồng chí Phạm Hải Vân, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và phong tục tập quán địa phương. Ban tổ chức lễ tang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, ban tổ chức lễ tang và các đồng chí có tên trên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban thường vụ bí thư, đồng chí Trịnh Đạt Dũng đã ký. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Đạt Dũng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, trưởng ban tổ chức lễ tang nên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Hải Vân, kính thưa gia đình tăng chủ, thưa toàn thể tăng lễ. Hôm nay, trong niềm thương tiếc vô hạn, ban chấp hành Đảng bộ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, cán bộ và nhân dân phường Phố Cò cùng bên nội, bên ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè thân bằng cố hữu và gia đình tăng quyến đồng chí Phạm Hải Vân, tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa đồng chí Phạm Hải Vân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đảng viên chi bộ tổ dân phố 1 thuộc Đảng bộ phường Phố Cò về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể tang lễ, đồng chí Phạm Hải Vân có tuổi cao, sức yếu, đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 12 giờ 50 phút ngày 4 tháng 11 năm 2023, tức ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, hưởng thọ 81 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đồng chí Phạm Hải Vân, tên khai sinh là Phạm Thế Vôn, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1943. Đồng chí được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Lúc còn nhỏ, đồng chí được gia đình yêu thương, đùm bọc, nuôi cho ăn học và trưởng thành. Từ tháng 6 năm 1964 đến tháng 2 năm 1968, đồng chí là công nhân công tác tại xưởng động lực, công ty gang thép Thái Nguyên. Đồng chí là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 1968 đến tháng 4 năm 1974, đồng chí là bộ đội chiến đấu tại chiến trường miền Nam ở đại đội 23, trung đoàn 88, quân khu 2. Đồng chí ở đồng bằng sông Cửu Long, chức vụ từ tiểu đội trưởng đến trung đội phó đến khi xuất ngũ. Từ tháng 5 năm 1974 đến tháng 2 năm 1978, đồng chí chuyển ngành về xưởng động lực công ty gang thép Thái Nguyên, là tổ trưởng tổ đảng, cán bộ phòng lao động tiền lương xưởng động lực. Từ tháng 3 năm 1978 đến tháng 2 năm 1982, đồng chí là sinh viên trường đại học Công đoàn Hà Nội. Từ tháng 3 năm 82 đến tháng 10 năm 1986, đồng chí công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Thái, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng ban kiểm tra tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 12 năm 2002, đồng chí công tác tại Liên đoàn Lao động thị xã Sông Công, nay là thành phố Sông Công, giữ chức vụ chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công từ khóa 2 đến khóa 4. Đồng chí là phó bí thư Đảng ủy khối dân chính Đảng, bí thư chi bộ khối dân vận, chủ tịch hội cựu chiến binh khối cơ sở cơ quan. Từ tháng 1 năm 2003 đến nay, đồng chí nghỉ hưu và sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 1, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Trong suốt quá trình công tác, phấn đấu và rèn luyện, ngày 19 tháng 8 năm 1970, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ đại đội 23, trung đoàn 88, quân khu 2, đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm tháng tham gia công tác, đồng chí luôn là một đảng viên trung kiên, gương mẫu, đóng góp nhiều trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng chí đã được nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 2, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang. Là một đảng viên, đồng chí luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Năm 2020, đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đợt 2 tháng 9, phần thưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình công tác ở đơn vị và công tác tại địa phương, đồng chí Phạm Hải Vân đã đem hết khả năng, năng lực cống hiến cho Tổ quốc, cho Đảng và nhân dân. Đối với Đảng, đồng chí là người đảng viên gương mẫu,
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sinh hoạt đảng. Cả cuộc đời của mình, đồng chí luôn dành tình cảm cho bạn bè, cho đồng nghiệp, luôn dành tình yêu thương cho các con, các cháu. Đồng chí là người công dân tiêu biểu, luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy ước của tổ dân phố, giữ gìn tình đoàn kết xóm phố, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuổi trưởng thành, đồng chí xây dựng gia đình với bà Bùi Thị Ngừng và sinh hạ được 3 người con trai. Các con của đồng chí sinh ra đều được đồng chí yêu thương, đùm bọc, nuôi ăn học và trưởng thành. Các con của đồng chí đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các con đồng chí được tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng dân cư nơi sinh sống và nơi làm việc. Đồng chí có 6 cháu nội, ngoại. Các con cháu của đồng chí đều hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của địa phương. Kính thưa toàn thể tang lễ, đồng chí Phạm Hải Vân của chúng ta, do tuổi cao, sức yếu và theo quy luật nghiệt ngã của tạo hóa, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng ở hồi 12 giờ 50 phút ngày 4 tháng 11 năm 2023, tức ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, hưởng thọ 81 tuổi. Đồng chí mất đi, Đảng bộ phường Phố Cò mất đi một người đảng viên kiên trung, mẫu mực. Hội người cao tuổi phường Phố Cò mất đi một hội viên tiêu biểu, tích cực. Chúng ta mất đi một người công dân gương mẫu, tổ dân phố mất đi một người tri kỷ, tri ân. Đặc biệt đối với gia đình, đồng chí đã mất đi một người chồng, người cha, người ông. Chúng ta mất đi một người giàu đức hy sinh và lòng nhân ái, để lại một khoảng trống vô hạn. Từ nay trở đi, chúng ta không còn gặp đồng chí Phạm Hải Vân nữa, chỉ còn lại trong ký ức mỗi người chúng ta, người đảng viên gương mẫu, người công dân tiêu biểu, tích cực trong lao động sản xuất, được mọi người quý mến và nể trọng. Với 81 tuổi đời và 53 năm tuổi Đảng, đồng chí Phạm Hải Vân đã có những cống hiến trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, nhà nước trân trọng trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý. Thưa hương hồn đồng chí Phạm Hải Vân, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phố Cò cùng các ban ngành, toàn thể gia đình, nội ngoại, thông gia, cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố 1 có mặt tại đây thương tiếc tiễn đưa đồng chí về an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể và các toàn thể nhân dân phường Phố Cò hứa sẽ đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phố Cò thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Kính thưa toàn thể tang lễ, trong giờ phút đau thương này, chúng ta xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đến gia quyến đồng chí Phạm Hải Vân. Thay mặt ban tang lễ, chúng tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cùng bạn bè thân hữu, bà con nơi xóm gần xa đến chia buồn, gửi vòng hoa viếng, đến phúng điếu, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phạm Hải Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin vĩnh biệt đồng chí Phạm Hải Vân. Cầu mong cho hương hồn đồng chí Phạm Hải Vân được siêu thoát, an lạc, an giấc ngàn thu. Xin đề nghị các vị đại biểu, các đồng chí, bạn bè thân hữu gần xa, bà con trong và ngoài tổ dân phố hãy nghiêng mình trước linh cữu, dành một phút bằng niệm để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt đồng chí Phạm Hải Vân. Phút bằng niệm bắt đầu. Ban tổ chức xin giới thiệu ông Phạm Trường Nguyên, đại diện gia đình, phát biểu và có lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cha kính yêu của chúng con, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công và tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Kính thưa các đồng chí trong chi ủy, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tổ dân phố 1, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Kính thưa các ông, các bà, cô chú, anh chị em, bạn bè, xóm giềng gần xa và thân bằng cố hữu. Cha của chúng tôi tuổi cao đột ngột qua đời, đó là một sự thiếu hụt rất lớn
không gì bù đắp được của đại gia đình chúng tôi. Từ khi cha chúng tôi tạ thế và trong cả buổi tang lễ, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ, động viên của các cơ quan, đoàn thể, các ông, các bà, các bác, các anh chị em, bạn bè gần xa. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi không biết nói gì hơn là được bày tỏ lòng cảm ơn, biết ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể ban lễ tang, kính thưa hương hồn cha. Cha ơi, các cụ, các ông, các bà, các bác, anh chị em, con cháu nhiều phương trời khác nhau nhưng đã họp mặt về đây hôm nay để đưa tiễn cha. Mong cha ở nơi suối vàng yên nghỉ. Chúng con xin hứa với cha sẽ nhớ và thực hiện những tâm nguyện của cha, sẽ chăm sóc mẹ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Trước giờ phút sinh ly tử biệt, cho phép ba anh em chúng con được dập đầu cúi lại cha, kính mong cha về với tiên tổ sớm được siêu thoát. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đại biểu, ban tổ chức lễ tang, các cơ quan đơn vị, anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, thân bằng cố hữu, đảng ủy chính quyền, mặt trận các ban ngành đoàn thể, phường Phố Cò, đảng ủy chính quyền, chi bộ, tổ dân phố, bà con trong và ngoài, tổ dân phố 1, phường Phố Cò, xóm ruộng, xã Đắc Sơn đã đến phúng viếng, giúp đỡ gia đình chúng tôi, tổ chức lễ truy điệu cho cha chúng tôi rất long trọng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình rất mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Gia đình chúng tôi có bố trí xe đưa tiễn cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mời các ông, các bà, cô dì, chú, bác, anh em, bạn hữu, hàng xóm bớt chút thời gian cùng gia đình đưa tiễn cha tôi về cõi vĩnh hằng. Sau khi cha chúng tôi mồ yên mả đẹp, kính mời các ông, các bà, các cô, các chú, anh em, bạn hữu, hàng xóm về dự bữa cơm chia buồn cùng gia đình chúng tôi, để gia đình chúng tôi có dịp nói lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Để tiễn biệt đồng chí Phạm Hải Vân lần cuối, sau đây xin kính mời các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, đại diện cấp ủy chi bộ tổ dân phố 1 lên thắp hương đồng chí Phạm Hải Vân trước lúc tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, thưa toàn thể bà con thân bằng quyến thuộc gần xa, trong giờ phút đầy trang nghiêm, trân trọng dành cho đồng chí Phạm Hải Vân, thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các quý cơ quan, đoàn thể, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa và bà con nhân dân đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ truy điệu hôm nay và tiễn đưa đồng chí Phạm Hải Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây, ban tổ chức để
ban tổ chức đưa tiễn đồng chí Phạm Hải Vân về nơi an nghỉ cuối cùng, đề nghị các anh chị em nô tỳ vào vị trí để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa đồng chí Phạm Hải Vân ra xe tang để về nơi vĩnh hằng. Xin đề nghị các đồng chí vào thực hiện nhiệm vụ của mình.